gọi là hàng dạt chứ không phải là cái hàng mà nên khuyên các bạn những cái trái dạt như thế này. Rất là đã đúng không? Chào các bạn có thấy trên tay mình là cái gì không? Đây là hai quả thanh long ruột đỏ. Các bạn có thấy nó khác biệt gì không? Đối với những cái trái thanh long các bạn mua ngoài chợ. Điều khác biệt của hai cái quả này đó chính là kích cỡ của nó. Hai quả này nó không được to lắm. Và thứ hai nữa là vỏ của nó thì nó cũng khá là xù xì và nó cũng gọi là không có đẹp. Thấy những cái ra nó rất là nhiều, vỏ nó cũng mình coi là thấy là nó nhìn thì có vẻ là khá là dày vỏ. Và những cái loại hàng này thì ở quê mình bán gọi là loại thanh long ruột đỏ, nhưng mà gọi là hàng dạt chứ không phải là cái hàng mà loại mà hàng loại một. Đây là hàng dạt thôi. Thì những cái loại hàng dạt này á thì nó giá của nó rất là rẻ, nó rẻ hơn so với những cái loại hàng bán bình thường. Những cái hàng trái to thì nó rẻ hơn phân nửa hoặc là hơn phân nửa. Những cái loại như thế này rẻ hơn rất nhiều. Và tại sao mình lại mua những cái này, và mình cũng khuyến khích các bạn là có thể là nên mua những cái quả này mà dùng. Thì tại sao như vậy, và tại sao chúng ta sẽ không mua những cái quả nguyên chúng ta ăn? Thì nó có một nguyên do thế này. Những cái quả thanh long mà to, những quả này mà nó to to mà căng mọng lên luôn, vỏ mỏng á, thì thường nó thuốc rất là nhiều. Thì cái này bạn mình cũng có làm thanh long mà bạn mình cũng nói là như vậy. Thì nó thuốc rất là nhiều. Vì thế cái những cái quả mà eo ụt mà những cái quả dạt như thế này á, cái hàm lượng thuốc của nó rất là ít. Hoặc là có một số trái là nó không có thuốc luôn. Vì khi người ta trồng á thì người ta sẽ lựa những cái trái nào á mà nó phát triển tốt á, thì người ta sẽ cho thuốc vào để dưỡng trái cho nó to hơn. Dưỡng trái nó to hơn, nó đẹp hơn. Còn những trái eo ụt á, người ta sẽ bỏ riêng qua, người ta sẽ không xịt thuốc luôn. Vì xịt nó lãng phí, còn những trái đó người ta sẽ để cho bán hàng dạt luôn. Người ta sẽ đầu tư vào những cái trái to. Đó là vì thế mình nên khuyên các bạn những cái trái dạt như thế này. Và đương nhiên là không phải là những cái trái nào mà nó to bự đều là có thuốc cả. Vì hiện tại thì có những cái công nghệ, một số loại công nghệ thì nó vẫn làm ra những cái quả thanh long sạch, đúng nghĩa là sạch luôn, và vẫn đẹp, trái đẹp to, ăn ngọt và nó sạch. Và thì nó dùng cái loại thuốc sinh học, thuốc và phân sinh học của nó. Nhưng mà những cái quả đó thì nó rất là mắc. Mình ở miền quê thì mình ăn thì nó cũng chả có bán đâu. Thì những cái bạn trên thành phố hay những cái khu mà siêu thị lớn á, thì Mara nó có bán những cái loại như vậy, thì các bạn có thể ăn những cái loại đó. Còn hiện tại thì mình sẽ lựa những cái sản phẩm như thế này. Thứ nhất là nó rẻ, nó phù hợp với túi tiền và chất lượng của nó so với những cái loại mà quả loại một á, quả trái to bành á, thì nó cũng ăn nó cũng 8-10 thôi, nó cũng không xí xích bao nhiêu đâu. Giờ mình sẽ ăn thử một quả xem như thế nào nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái thử cái quả này để xem chất lượng của những cái quả hàng dạt này như thế nào nha. Mình rất là thích ăn những loại thanh long ruột đỏ thế này vì nó ngọt hơn cái loại thanh long trắng của mình. Thanh long trắng mình nó vẫn có ngọt nhưng mà nhiều trái nó ăn rất là chua. Còn cái loại này ăn thấy quả nào cũng ngọt. Dạt mà các bạn mua cái những cái loại này là ăn là chất lượng luôn. Trái nhỏ lớn thì ăn cũng ngọt. Nó nếu mà nó không ngọt thì nó cũng lạc lạc. Những cái trái này nó quá nó hơi sống á. Những cái trái như thế này thì ăn bao ngọt. Ăn quả nào cũng ngọt á. Loại này nó những cái giống của nó như vậy rồi. Ăn lúc nào cũng ngọt hết. Nhìn rất là đã đúng không? Để mình ăn thử nha. Rất là ngọt. Cái quả này bạn bỏ đi nước đá hoặc là bạn bỏ tủ lạnh á, ăn rất là ngon luôn. Tuyệt vời luôn.
Như mình lúc nãy á, những cái quả to thì nó thuốc nó nhiều, nhưng mà đương nhiên là mình cũng không có nói các bạn là không nên mua, đừng nên ăn nó. Vì sự thuốc nó nhiều thì nó cũng không có ảnh hưởng, các bạn ăn vô các bạn cũng không có thể chết liền đâu, thì nó sẽ ngấm từ từ. Nhưng mà nếu thì một số trường hợp chúng ta bắt buộc phải mua những cái trái như thế đó thôi. Thì những cái trường hợp là các bạn cúng kiến hoặc là các bạn trưng bày thì các bạn mua những trái èo hụt như vậy, trưng nhìn nó rất là kỳ. Các bạn nên mua những cái vì thế nên mình bắt buộc mình phải mua những cái trái to thôi. Thì thuốc thì thuốc, nhưng mà thì cố gắng các bạn cố gắng để lâu lâu hay ăn cho thuốc nó cũng tàn bớt đi, chứ các bạn mua về còn xanh tươi các bạn ăn liền cũng mệt lắm. Mà nó không ảnh hưởng liền cho các bạn đâu, nhưng mà về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ, bệnh tật này kia, rất là rất là mệt. Còn không, nếu các bạn có tiền có điều kiện thì mua những cái chỗ uy tín, những cái chỗ mà sản xuất những cái sản phẩm này mà sản phẩm sạch đó, thì các bạn cứ mua và dùng thôi. Đó, đó là nhà có điều kiện. Thì mình không có điều kiện thì mình chọn những phương pháp an toàn, ăn hàng ngày thì mình chọn những cái quả dạt như thế này thôi. Quả dạt các bạn để hơi lâu nó héo héo một tí á, ăn rất là ngon. Bỏ vào tủ lạnh hay bỏ nước đá vào, ăn tuyệt vời luôn. Rất là ngọt, cực kỳ ngọt luôn. Và video về chia sẻ tại sao các bạn nên mua những cái loại thanh long dạt các bạn ăn, thì nó là như vậy. Thứ nhất là nó tiết kiệm chi phí, thứ hai là nó đỡ cái vụ mà thuốc này thuốc kia thì nó đỡ hơn những cái trái to. Và một số trường hợp thì các bạn bắt buộc vẫn mua trái to, nếu các bạn kỹ thì các bạn để vài ngày cho nó thuốc nó bớt bớt rồi các bạn có thể ăn, hoặc là các bạn kỹ nữa các bạn cúng rồi các bạn bỏ luôn. Hoặc là cái thứ ba là các bạn có thể mua những cái loại mà chất lượng uy tín, những cái sản phẩm sạch các bạn sử dụng. Thì đó là những cái cách mà mình có thể chia sẻ với các bạn. Mình ở bên quê thì mình ăn những cái quả dạt như thế này thôi, chứ không có chỗ mà mua những cái quả gọi là hàng xanh sạch đâu. Dưới quê thì chỉ có những cái loại như thế này thôi, hàng rẻ nhưng mà ăn cũng rất là chất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn nếu thấy video này có chút xíu gì đó thú vị thì hãy like, share và đăng ký kênh của Miền Tây Like nha, để có thể cập nhật những video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Ăn hết quả là quá ngọt luôn, quá đã. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.